Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Do 18 pháp không, mà biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc, biết rõ Phật Bồ Tát đều là không, biết rõ như vậy rồi mới có thể vì chúng sanh nói pháp. Vì sao? Vì nếu chúng sanh có mà nói không thì chẳng có thể nghe được, nhưng vì chúng sanh là không, chỉ do tâm chấp điên đảo mà cho là có, nên Bồ Tát chẳng mất không, mà vẫn vì chúng sanh nói pháp vậy. Nói chẳng mất không, vì các pháp đều là không vậy. Nếu nói chẳng không, mất không mới là có lỗi. Nếu miệng nói không mà tâm chấp có thì cũng có lỗi. Phật tự nói nhân duyên pháp chẳng phải hai bất nhị, là chẳng hoại các pháp tướng. Muốn cho rõ ràng hơn, Phật nêu lên thí dụ về người hóa vì chúng sanh nói pháp. Đây là phương tiện nói pháp nên chẳng có lỗi lầm, mà trái lại có thể dẫn dắt chúng sanh ra khỏi các chấp điên đảo. Trong thế đế thì có trói phược, có mở dài. Trong đệ nhất nghĩa thì chẳng có trói, chẳng có mở. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát dùng pháp như vậy mà chẳng trú pháp, dùng không để vì chúng sanh nói pháp mà vẫn biết rõ là chúng sanh cùng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Phật dạy, vô sở hữu chẳng trú vô sở hữu, ví như hư không chẳng trú trong hư không vậy. Pháp tự tánh chẳng trú trong pháp tự tánh, ví như trong tánh nước chẳng có tánh lửa vậy. Nếu biết được như vậy mà thanh tịnh thuyết pháp, thì dù thuyết Phật pháp, Bồ Tát pháp, Thành Bàn pháp cũng đều chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chẳng chấp hết thảy các pháp. Người bố thí pháp cũng chẳng chấp mình có bố thí pháp. Vì sao? Vì các ngài đều y nơi tướng tịch diệt mà thuyết pháp vậy. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền đã thâm nhập vào ba giải thoát môn, nên vào được nơi thật tánh của các pháp là vô dư niết bàn. Phật dạy, người được pháp ấy rồi mà vì chúng sanh thuyết pháp thì chẳng chuyển pháp tánh. Vì sao? Vì pháp tánh là không, là vô tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu chẳng chuyển pháp tánh thì sắc cùng pháp tánh có sai khác gì chăng? Phật dạy, chẳng khác, vì thật tướng của hết thảy các pháp tức là pháp tánh vậy. Ý Phật muốn dạy Bồ Tát rằng khi thuyết pháp chẳng nên hoại pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu sắc chẳng khác pháp tánh thì làm sao có thể phân biệt pháp thiện với pháp ác, nghiệp thiện với nghiệp ác? Phật dạy, tuy rằng hết thảy pháp chẳng ly pháp tánh, nhưng ở nơi thế đế vẫn có phân biệt, còn ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt. Các bậc thánh đã được đệ nhất nghĩa đế rồi nên chẳng còn có phân biệt. Nghe có đắc cũng chẳng vui, nghe chẳng có đắc cũng chẳng buồn. Vì sao? Vì khi đã thâm nhập vào không, vào vô tướng rồi, thì đến các pháp vi tế cũng chẳng còn chấp nữa, vùng nữa là chấp có thiện, có ác, có được, có mất. Ở đây, Phật tự nói nhân duyên các pháp đều chẳng có ngôn thuyết, đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, vì đều là rốt ráo, là vô thì không vậy. Hỏi, vì sao nói nhiều về chúng sanh không và pháp không? Đáp, Bồ Tát vì chúng sanh nói pháp nhằm phá hai chấp ngã và pháp, nên chỉ nói về hai pháp không này nhiều hơn. Vì sao? Vì nếu nói về vô thì không thì phá cả chúng sanh lẫn pháp và cũng tận phá các pháp. Còn nói về rốt ráo không thì ví như nói đốt cháy rụi gỗ rồi, chỉ còn cho và khói vân vân. Ở nơi đây Ngài Tu Bồ Đà y thế thế nên nói có phân biệt thiện ác, có phân biệt nghiệp thiện, nghiệp ác. Phàm phu dùng thế đế mà phân biệt có các quả tu đà hoàn, tư đà hàm, vân vân, phân biệt có thánh, có phàm. Nếu hiểu được đệ nhất nghĩa đế rồi thì chẳng còn có phân biệt. Khi còn phân biệt thì thấy phàm phu cùng chư thánh có sai khác. Khi đã vào trong đệ nhất nghĩa đế rồi thì sẽ thấy hết thảy pháp chỉ là nhất tướng, là vô tướng, thì phàm và thánh chẳng còn phân biệt nữa. Phật dạy, nếu phàm phu mà biết được thế đế và đệ nhất nghĩa đế thì người ấy ắt sẽ được quả tu đạo hoàn là thánh quả. Nhưng vì phàm phu chẳng phân biệt được đạo, hành đạo, tu đạo nên chẳng được đạo quả. Còn các bậc thánh cũng có phân biệt để làm phương tiện nói pháp nhưng vẫn thường ở trong thánh quả. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng trong pháp tánh vô lượng, vô tướng, vô động thì làm sao có thể chấp tướng, làm sao có thể dùng pháp phàm phu mà chứng thánh quả được. Người biết thọ lời Phật dạy, biết hành đạo mới được đạo quả. Người chẳng biết hành đạo thì chẳng được đạo quả, thì chẳng được quả. Suy nghĩ như vậy, Ngài hỏi, tu đạo được quả chăng? Phật dạy, chẳng được vậy.
Hỏi trước đây Phật dạy tu đạo dẫn đến được quả, nay vì sao Phật lại dạy tu đạo chẳng được quả và không tu đạo cũng chẳng được quả? Đáp: trước đây Phật dùng tâm chẳng chấp mà thuyết, nay ngài tu Bồ Đề dùng tâm chấp mà hỏi. Muốn từ trong đạo xuất sanh ra quả như lấy dầu từ trong mè, nói từ trong đạo xuất sanh ra quả là hư dối, nên Phật trả lời là chẳng được. Do muốn phá chấp tâm của người nghe pháp tự niệm rằng nếu tu mà chẳng được quả thì không tu ắt sẽ được quả, nên Phật dạy người tu mà còn chẳng được đạo huống nữa là người chẳng tu. Ví như hai người muốn đến một nơi, một người đứng yên và một người đi lạc đường, thì cả hai người đều chẳng đến được đích. Cũng như vậy, người chẳng tu đạo, chẳng nhiếp tâm thì chẳng sao có được quả. Còn người dùng chấp tâm, thủ tướng mà tu đạo thì dù có nhiếp tâm, có thiền định lạc mà vẫn chẳng được đạo quả. Phải chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng mà tu đạo mới có được đạo quả. Bởi vậy nên Phật dạy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, chẳng phân biệt các tướng hữu vi và vô vi, nên thành tựu được các đạo quả sai khác vậy. Lúc bấy giờ ngài tu Bồ Đề lại hỏi: như vậy vì sao Phật lại dạy đoạn được ba kiết sử thì được quả tu đà hoàn vân vân? Phật hỏi ngược lại: ý ông nghĩ sao, quả tu đà hoàn là hữu vi hay vô vi? Ngài tu Bồ Đề thưa: tất cả các quả đều là tánh vô vi. Phật dạy: nếu là vô vi thì có sự phân biệt chăng? Ngài tu Bồ Đề thưa: chẳng vậy. Phật dạy: nếu chẳng có phân biệt thì ông nạn hỏi làm gì nữa? Nếu có người nào thông đạt hết thảy các pháp hữu vi và vô vi đều là nhất tướng, là vô tướng, thì người ấy có còn phân biệt hữu vi và vô vi nữa chăng? Ngài tu Bồ Đề thưa: chẳng vậy. Phật dạy: hết thảy pháp đều hư dối, ông chớ nên nạn hỏi làm gì nữa. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, trú trong nội không dẫn đến trú trong vô pháp hữu pháp không, nên chẳng phân biệt hết thảy pháp. Vì rằng Bồ Tát trú trong không, trong rốt ráo thanh tịnh, nên khi hành bố thí dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, tự mình chẳng chấp và cũng dạy người khác chẳng chấp. Ví như người hóa do Phật biến hóa ra chỉ vì độ chúng sanh mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí, dẫn đến chỉ vì chúng sanh mà hành nhất thiết chủng trí, nhưng chẳng thọ quả báo nhất thiết chủng trí. Cũng như vậy, Bồ Tát chỉ vì độ chúng sanh mà hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, nhưng chẳng chấp các quả báo. Vì sao? Vì Bồ Tát thông đạt pháp tánh nên chẳng còn chấp pháp tánh, pháp tướng, cũng chẳng trú trong pháp tánh. Lại nữa, ở nơi pháp tánh chẳng còn có nghi, có hối, do vậy mà được biện tài vô ngại, thuyết pháp vô lượng vô biên mà chẳng có gì ngăn ngại. Như vậy gọi là thông đạt pháp tánh. Phẩm thứ 79: thiện đạt, khéo thông đạt. Kinh: ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát khéo thông đạt hết thảy các pháp tướng? Phật dạy: này tu Bồ Đề, ví như người hóa chẳng hành tham sân si, chẳng hành sắc dẫn đến thức, chẳng hành các nội ngoại pháp, chẳng hành các phiền não kiết sử, chẳng hành các pháp hữu lậu và vô lậu, chẳng hành các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng hành các pháp hữu vi và vô vi, dẫn đến chẳng có các thánh quả. Cũng như vậy, Bồ Tát chẳng hành các pháp ấy, cũng chẳng phân biệt các pháp ấy. Như vậy gọi là khéo thông đạt các pháp. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, người hóa tu đạo như thế nào? Phật dạy: này tu Bồ Đề, người hóa tu đạo chẳng cấu chẳng tịnh và cũng chẳng ở trong năm đạo sanh tử. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người hóa do Phật biến ra thật sự có nguồn gốc, thật sự có cấu tịnh chăng? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Người hóa do Phật biến hóa ra thật sự chẳng có nguồn gốc, chẳng có cấu tịnh, lại cũng chẳng ở trong năm đạo sanh tử. Phật dạy: này tu Bồ Đề, Bồ Tát khéo thông đạt các pháp tướng cũng là như vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, hết thảy sắc thọ tưởng hành thức đều như hóa chăng? Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, hết thảy sắc dẫn đến thức đều như hóa. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu hết thảy năm ấm dẫn đến hết thảy các pháp đều như hóa, thì người hóa chẳng có năm ấm, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, chẳng có ở trong năm đạo sanh tử, cũng chẳng có chỗ giải thoát. Như vậy thì Bồ Tát có công dụng gì? Phật dạy: này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Khi hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát có thấy các chúng sanh từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh dẫn đến trong các cõi trời cõi người được giải thoát chăng? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, chẳng thấy vậy. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy các chúng sanh từ trong ba cõi được giải thoát,
Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết thảy các pháp đều như viễn như hóa vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát thấy chúng sanh đều như viễn như hóa, thì do đâu mà hành sáu pháp ba la mật, hành bốn thiền, hành bốn vô lượng tâm, hành bốn vô sắc định, hành ba bảy phẩm trợ đạo, dẫn đến hành đại từ đại bi thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh biết được các pháp như huyễn như hóa, thì Bồ Tát chẳng trải qua vô lượng kiếp vì chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, bởi vì chúng sanh chẳng biết các pháp như huyễn như hóa, nên Bồ Tát phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp như huyễn như hóa, thì chúng sanh trú ở chỗ nào mà Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật để cứu thoát họ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng rồi ước tưởng phân biệt, nên Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật để cứu vớt họ ra khỏi danh tướng hư vọng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là danh, thế nào là tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, danh chỉ là giả lập, gọi đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là người nam, đây là người nữ, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là người, là trời, đây là hữu vi, là vô vi, đây là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đây là Bích Chi Phật Đạo, đây là Phật Đạo, tất cả đều là pháp hòa hợp, đều là giả danh. Dùng danh để biết pháp nên gọi là danh pháp. Hệ thảy pháp hữu vi chỉ có nơi danh tướng, thế nhưng ở nơi đây phàm phu lại sanh chấp trước. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự mà dùng lực phương tiện dạy cho chúng sanh xa rời danh tự, nói với chúng sanh rằng danh là không, là hư vọng, chỉ do hư vọng ước tưởng mà được giả lập ra. Các người chớ nên chấp ước tưởng hư vọng, danh pháp từ trước đến nay vẫn là tự tướng không, nên người trí chẳng có chấp trước vậy. Như vậy, nay Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự mà dùng lực phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp vậy. Thế nào là tướng? Nay Tu Bồ Đề, phàm phu phân biệt có hai thứ, đó là sắc tướng, vô sắc tướng. Thế nào là sắc tướng? Nay Tu Bồ Đề, nói sắc có thô, có tế, có xấu, có tốt, vân vân, là nói về tướng của sắc. Ở nơi các pháp tự tướng không mà phàm phu ước tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác, rồi tầm chấp lấy các tướng đó, như vậy gọi là chấp sắc tướng. Thế nào là vô sắc tướng? Này Tu Bồ Đề, nơi các pháp vô sắc mà phàm phu cũng ước tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác, rồi tầm chấp lấy các tướng đó dẫn sanh ra các phiền não, như vậy gọi là chấp vô sắc tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng được phương tiện dạy chúng sanh xa lìa cả hai chấp về sắc tướng và vô sắc tướng. Nếu chúng sanh chấp vô tướng pháp, thì Bồ Tát lại dùng được phương tiện dạy họ xa lìa cả hai chấp về tướng pháp và vô tướng pháp. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dạy chúng sanh xa lìa tướng, khiến họ an trú trong tánh vô tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều chỉ là danh tướng, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật làm sao có thể tự mình được lợi ích và dạy người khác khiến họ cũng được lợi ích? Bồ Tát làm sao được các địa và dạy người khác khiến họ được ba thừa đạo? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp từ căn bản là quyết định có, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể làm lợi ích cho mình và cũng chẳng có thể làm lợi ích cho người. Này Tu Bồ Đề, vì các pháp từ căn bản thật sự chẳng có mà chỉ có nơi danh tự, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được đầy đủ sáu pháp ba la mật: bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đầy đủ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đầy đủ ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, mười phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là vô tướng vậy. Như vậy là Bồ Tát hành vô tướng nên được đầy đủ các thiện pháp vô tướng, và cũng dạy người khác được đầy đủ các thiện pháp vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các pháp là vô tướng vô niệm nên được vô thượng Bồ Đề, cũng dạy chúng sanh biết như vậy khiến họ được pháp vô lậu. Vì sao? Vì hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng vô niệm vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng pháp vô lậu làm lợi ích cho chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là vô tướng vô niệm,
thì làm sao có Pháp Thanh Văn, Pháp Bích Chi Phật, Pháp Bồ Tát và Pháp Phật? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Pháp vô tướng cùng với Pháp Thanh Văn có gì sai khác chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn chẳng khác vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Pháp vô tướng cùng với Pháp Bích Chi Phật, Pháp Bồ Tát, Pháp Phật có gì sai khác chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn chẳng khác vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên biết hết thảy các pháp đều là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học các pháp vô tướng như vậy nên các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Các thiện pháp nói đây là 6 pháp ba la mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, có học tướng của năm ấm, của 12 nhập, 18 giới, của 4 thánh đế, của 12 nhân duyên chăng? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, học tướng của năm ấm như thế nào? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, biết sắc tướng, biết sắc sanh diệt, biết sắc như, biết về thọ tưởng hành và thức cũng là như vậy. Thế nào là biết sắc tướng? Này Tu Bồ Đề, biết sắc là rốt ráo không, là chẳng thật có, chỉ ví như đống bọt, chẳng có bền chắc, như vậy là biết sắc tướng. Thế nào là biết sắc sanh diệt? Này Tu Bồ Đề, biết sắc khi sanh chẳng từ đâu đến, và khi diệt chẳng đi về đâu, như vậy chẳng đến bất lai, chẳng đi bất cứ là tướng sanh diệt của sắc. Thế nào là biết sắc như? Này Tu Bồ Đề, biết sắc chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, chẳng thay đổi, như vậy là biết sắc như. Thế nào là biết thọ tướng? Biết thọ sanh diệt, biết thọ như. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết các thọ tướng, ví như bong bóng nước, liền khỏi liền diệt, là biết thọ tướng. Biết thọ chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là biết thọ sanh diệt. Biết thọ chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết thọ như. Thế nào là biết tưởng tướng, biết tưởng sanh, biết tưởng như. Này Tu Bồ Đề, biết các tưởng ví như sóng nắng diệm, chẳng có thể có được, mà vọng tưởng là nước, là biết tưởng tướng. Biết tưởng chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là biết tưởng sanh diệt. Biết tưởng chẳng sanh diệt, chẳng đi đến, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn tưởng như vậy, là biết tưởng như. Thế nào là biết hành tướng, biết hành sanh diệt, biết hành như. Này Tu Bồ Đề, biết hành như lột bẹ chuối, lột hết các bẹ chuối rồi thì chẳng còn thân cây chuối nữa, như vậy là biết hành tướng. Biết hành chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là biết hành sanh diệt. Biết hành chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết hành như. Thế nào là biết thức tướng, biết thức sanh diệt, biết thức như. Này Tu Bồ Đề, biết thức như huyễn như hóa, ví như bốn binh chủng do nhà huyễn thuật biến hóa ra, là chẳng thật có, như vậy là biết thức tướng. Biết thức khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu, là biết thức sanh diệt. Biết thức chẳng sanh diệt, chẳng đi đến, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết thức như. Thế nào là biết 12 nhập? Này Tu Bồ Đề, biết nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp là tánh không, là biết 12 nhập. Thế nào là biết 18 giới? Này Tu Bồ Đề, biết nhãn giới dẫn đến ý thức giới đều là tánh không, là biết 18 giới. Thế nào là biết 4 thánh đế? Này Tu Bồ Đề, biết khổ thánh đế là xa rời hai pháp, biết khổ thánh đế là chẳng hai chẳng khác, gọi tên là khổ thánh đế, biết tập diệt đạo cũng là như vậy. Thế nào là biết 12 nhân duyên? Này Tu Bồ Đề, đó là biết 12 nhân duyên đều chẳng có tướng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát mỗi mỗi phân biệt các pháp, như vậy là dùng sắc tánh dẫn đến dùng nhất thiết chủng trí tánh mà phá hoại tánh chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, pháp tánh là bất khả đắc, chẳng thể đắc nên chẳng thể hoại. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, Phật và các đệ tử của Phật biết rõ pháp tánh là bất khả đắc, nên chẳng thể nói ngoài pháp tánh lại có pháp khả đắc có thể được vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải học pháp tánh. Này Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát học pháp tánh là vô sở học, chẳng chỗ học chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học pháp tánh là học hết thảy các pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp tức là pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói hết thảy pháp tức là pháp tánh? Phật dạy,
Lấy tu bồ đề, hết thảy pháp đều vào trong tánh vô tướng vô vi, nên học pháp tánh là học hết thảy các pháp vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh, thì Bồ Tát cần gì phải học sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định? Cần gì phải học ba bảy phẩm trợ đạo, ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp? Cần gì phải học sáu thần thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Cần gì phải học phước báo cõi trời và cõi người? Cần gì phải học 10 địa Bồ Tát? Cần gì phải học thanh văn địa và bích chi Phật địa Bồ Tát vị? Cần gì phải học thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ? Cần gì phải học các môn Đà La Ni? Cần gì phải học biện tài thuyết pháp? Cần gì phải học vô thượng Bồ Đề? Lại nữa, vì sao nói phải học xong các pháp ấy rồi mới được nhất thiết chủng trí, mới biết hết thảy các pháp? Bạch Thế Tôn, ở trong pháp tánh chẳng có sự khác biệt. Như vậy chẳng thể có Bồ Tát đạo ở trong phi đạo được. Vì sao? Vì ở trong pháp tánh chẳng có sự sai khác vậy. Trong pháp tánh chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, mà pháp tánh cũng chẳng ly sắc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc tức là pháp tánh tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cùng hết thảy các pháp cũng đều là như vậy. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói. Sắc tức là pháp tánh, thọ tưởng hành thức cũng tức là pháp tánh. Này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, nếu Bồ Tát cầu pháp ngoài pháp tánh thì đó là chẳng cầu vô thượng Bồ Đề vậy. Bởi vậy khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp tức là pháp tánh. Biết như vậy rồi nên ở nơi các pháp chẳng có danh, chẳng có tướng, mà Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói đây là sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến đây là vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra các hình sắc, nào là trai gái voi ngựa, nào là vườn rừng xanh tươi, nào là nhà cửa ao hồ, nào là áo xiêm hương hoa anh lạc, nào là các thức ăn uống, nào là các dàn nhạc hòa tấu vân vân, để giúp vui cho khán thính giả. Nhà huyễn thuật lại hóa tác ra đủ hạ người hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, lại hóa tác ra các người thuộc các đại gia đại tộc, lại hóa tác ra chư thiên ở các cõi trời, lại hóa tác ra chư vị tu đà hoàn, từ đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi phật, lại hóa tác ra chư vị bồ tát từ sơ phát tâm hành sáu pháp ba la mật, hành mười địa bồ tát và bồ tát vị du hí thần thông, thành tựu chúng sanh thanh tịnh phật độ, lại hóa tác ra thần phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm. Nhà huyễn thuật hóa tác ra tất cả các huyễn cảnh huyễn sự ấy chỉ nhằm giúp vui cho khán thính giả. Thế nhưng người vô trí cho là thật có, còn người trí biết rõ các huyễn cảnh huyễn sự đó đều là không, là chẳng thật có. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy có pháp ở ngoài pháp tánh. Bồ Tát dùng lực phương tiện hành bát nhã ba la mật, nên tùy chẳng có chúng sanh mà vẫn tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán pháp bố thí và hoan hỷ tán thán người hành bố thí, dẫn đến tự mình tu trí huệ, dạy người khác tu trí huệ, tán thán pháp tu trí huệ và hoan hỷ tán thán người tu trí huệ. Bồ Tát tự mình hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 giới, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp, cũng dạy người khác hành các pháp ấy, tán thán các pháp ấy và hoan hỷ tán thán người hành các pháp ấy. Này tu Bồ Đề, nếu pháp tánh trước sau có sai khác thì Bồ Tát chẳng có thể dùng lực phương tiện để khai thị pháp tánh nhằm thành tựu chúng sanh. Này tu Bồ Đề, vì pháp tánh trước sau chẳng có sai khác nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chỉ vì lợi ích chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo vậy. Luận hỏi: Trước đây Phật đã nói Bồ Tát thông đạt hết thảy các pháp tướng rồi, này vì sao ngài tu Bồ Đề lại còn hỏi nữa? Đáp: Bát nhã ba la mật chẳng có định tướng, chẳng có ngôn thuyết, nên dù có hỏi nhiều phèn cũng vẫn chưa đủ. Ví như con bò, con được bú sữa ngon ngọt của bò mẹ nên cứ muốn uống mãi chẳng muốn thôi. Bò mẹ dụ cho Đức Phật Đại Từ Đại Bi, sữa ngon ngọt dụ cho Bát nhã ba la mật. Ngài tu Bồ Đề tuy đã nghe Phật dạy nhiều lần về pháp tướng nhưng vẫn chẳng nhàm chán. Lại nữa, chỉ có Phật là đấng nhất thiết chủng trí mới thông đạt thần tướng của hết thảy các pháp. Còn những người khác tuy có thông đạt nhưng chưa thông suốt đến chỗ thâm diệu. Bởi vậy nên ngài tu Bồ Đề hỏi: Khi chưa thành Phật, Bồ Tát làm sao có thể khéo thông đạt hết thảy các pháp? Phật dạy: Ví như người hóa chẳng có ba độc, chẳng có các phiền não kiết sử khác,
chẳng có các tâm và tâm sở, chẳng được các thánh quả, cũng chẳng sanh tâm thiện hay ác. Vì sao? Vì người hóa do biến hóa mà được thành tựu. Nhưng thật sự các sự việc được biến hóa ra như vậy đều là chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng có nhiếp vào năm đạo chúng sanh. Thần Bồ Tát cũng là như vậy, chẳng có các phiền não kiết sử, chẳng có trong ba cõi. Bồ Tát biết rõ các tâm và tâm sở đều là hư dối, chỉ do nhân duyên điên đảo sanh nên chẳng dốc ruồi theo. Như vậy là Bồ Tát khéo phân biệt các pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề vì quý trọng Phật Pháp nên mới hỏi Phật, hết thảy các pháp đều là không, là như huyễn như hóa chăng? Phật dạy, hết thảy các pháp đều là như huyễn như hóa. Vì ông quá quý trọng Phật Pháp nên chẳng dám nói Phật Pháp cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là rốt ráo không, đều là như huyễn như hóa, thì vì sao Phật lại tán thán công đức của chư vị Bồ Tát cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử và dẫn dắt họ vào Niết Bàn? Phật hỏi lại, ý ông nghĩ sao khi hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát có thật thấy chúng sanh trong năm đạo sanh tử để giải thoát họ ra khỏi sanh tử chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng thấy vậy. Phật giải, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi thì Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là như huyễn như hóa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, như vậy thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật để làm gì? Phật dạy, nếu chúng sanh biết được các pháp đều là như huyễn như hóa thì Bồ Tát chẳng phải dụng công hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chúng sanh biết rõ hết thảy pháp đều là vô tướng thì Bồ Tát chẳng phải dụng công hành Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng các pháp chẳng phải thật phi thật, chẳng phải không phi vô, vượt ra khỏi các ngôn thuyết, ra khỏi các đạo, là rốt ráo tịch diệt mà chúng sanh chẳng biết nên mới sanh tâm chấp ngã, khỏi ra các ác nghiệp dẫn đến phải thọ vô lượng khổ đau. Bồ Tát biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp nên khởi tâm đại bi cứu thoát chúng sanh ra khỏi các đạo sanh tử. Như trong kinh Pháp Hòa nói, ông trưởng già có con lâm bệnh nặng mà lại uống nhầm thuốc độc, thấy con sắp chết, ông dùng mọi phương tiện nhằm cứu con thoát chết. Cũng như vậy, Bồ Tát thấy chúng sanh vô minh điên đảo đuôi mù mà bị ba độc cướp mất huệ mạng nên khởi tâm đại bi ở trong vô lượng kiếp hành Bát Nhã Ba La Mật nhằm cứu độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy các pháp đều là không, chẳng có căn bản, đều là như huyễn như hóa thì chúng sanh trú chỗ nào mà Bồ Tát phải dẫn dắt họ ra khỏi? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, ví như người sa vào bùn mới cần được cứu ra khỏi, chúng sanh phải trú ở chỗ nào thì Bồ Tát mới phải cứu thoát họ ra khỏi vậy? Phật dạy, chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng mà hư tưởng phân biệt, nên Bồ Tát phải hành 6 pháp ba la mật để cứu vớt họ ra khỏi danh tướng hư vọng. Ý Phật muốn dạy rằng, hết thảy các pháp quyết định chẳng thật có, chỉ có nơi danh tướng hư vọng. Chúng sanh thấy các danh tướng hư vọng rồi sanh tâm chấp. Ví như người đi một mình trong đêm tối, chợt thấy bóng cây trước mắt mà lầm tưởng có người đang rình mình nên sanh tâm sợ hãi. Cũng như con chó thấy bóng mình in dưới giếng mà lầm tưởng đó là một con chó khác nên cứ sủa mãi. Vốn dưới giếng chẳng có tướng chó khác mà con chó lại khỏi ác tâm, tự gieo mình xuống giếng để tìm địch thủ khiến phải bị chết oan. Cũng như vậy, chúng sanh do nghiệp lực dẫn sanh, do bốn đại hòa hợp mà có sắc thân, rồi do nhân duyên các thức hòa hợp mà có các động tác như đi đứng, nằm ngồi, nói năng, vân vân. Thế nhưng ở nơi đó, phàm phu lại khỏi chấp có tướng nhân, tướng ngã, khỏi sanh thương ghét, rồi vì vậy mà gây ra bao nhiêu nghiệp tội khiến phải bị đọa vào ba đường ác. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thường xót chúng sanh, nên dùng các lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, biết pháp không, dẫn dắt họ thoát khỏi các khổ. Chúng sanh điên đảo vọng tưởng chấp có ngã, có pháp, mà chẳng biết rằng tất cả đều là như huyễn như hóa, đều chẳng thật có, chỉ lầm mắt người mà thôi. Các pháp do duyên hòa hợp mà thành chỉ có nơi danh tự, ví như đầu mắt, tay chân, thân, bụng, lưng, vân vân, hợp lại mà giả danh có thân, ví như đầu do tóc, mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi, da thịt, vân vân, hòa hợp mà thành giả danh gọi là đầu, ví như do rất nhiều vi trần hòa hợp lại thành lông tóc, mà các vi trần lại cũng do những thành phần vi tế hơn hòa hợp lại mà thành vậy. Tất cả đều là chẳng thật có, đều là như huyễn như hóa. Hỏi, vi trần là phần tử sắc pháp nhỏ nhất, chẳng thể phân chia ra được. Như vậy vì sao nói các sắc pháp phân chia ra đến cùng sẽ trở thành hư không, mà hư không lại chẳng có định tánh? Đáp, nếu vi trần là sắc pháp
thì phải có thể chia sẻ ra được. Vì sao? Vì hết thảy sắc pháp đều ở tại trong hư không. Dù sắc pháp được chia sẽ thành vi trần, rồi vi trần được chia sẻ thành cực vi trần, thì tất cả các vi trần và cực vi trần đó cũng đều là sắc pháp ở tại trong hư không vậy. Nếu nói vi trần cũng như cực vi trần đều chẳng thể chia sẻ ra được, thì đó chẳng phải là sắc pháp. Vì sao? Vì ra ngoài sắc tướng vậy. Lại nữa, nếu vi trần là sắc thì năm thức phải biết vi trần, còn nếu vi trần chẳng phải là chỗ mà năm thức có thể biết được thì vi trần cũng chẳng thể gọi là sắc được vậy. Bởi vậy nên biết vi trần chỉ là hư danh chẳng thật có, dùng mắt có thể thấy được thô sắc mà còn có thể phá thô sắc thành không, hoặc nữa là vi trần chẳng có thể thấy được, chẳng có thể sờ mó được mà chẳng thể phá thành không hay sao? Hỏi, vi trần quá nhỏ bé, quá vi tế nên năm thức chẳng thể biết được. Như vậy các bậc thánh dùng thiên nhãn có thấy được chăng? Đáp, nếu thiên nhãn thấy được vi tế sắc tướng thì vi tế sắc đó phải có thể chia sẻ. Nếu vi tế sắc đó chẳng thể chia sẻ được thì chẳng phải là sắc, vi sắc. Nếu dùng thiên nhãn mà thấy được vi sắc thì thấy đó cũng là vọng, là hư dối vậy. Bởi vậy nên chư thánh dùng huệ nhãn quán thế gian như huyễn như hóa mà được đạo. Như trước đây đã nói, vi trần chỉ có danh mà chẳng thật có. Hết thảy pháp do duyên hòa hợp chỉ có giả danh, chẳng thật có mà chúng sanh lại vọng chấp, rồi tham đắm khởi sanh bao nhiêu nghiệp tội, khiến phải thọ vô lượng khổ đau. Nếu biết được các pháp chỉ là hư vọng chẳng thật có, và nếu giả được các danh tướng hư vọng đó thâm nhập vào pháp không mà cũng chẳng chấp không, thì sẽ được niết bàn thường lạc vậy. Hỏi, danh và tướng có gì sai khác chăng? Đáp, danh là tên gọi, tướng là dáng vẻ hiển lộ ra bên ngoài. Ví như lửa nóng thì nóng là tướng của lửa, thấy khói biết có lửa thì khói là tướng của lửa. Ví như do năm ấm hòa hợp mà tạo ra thân có dáng vẻ khác nhau, mà phân biệt gọi đây là tướng nam, đây là tướng nữ. Như vậy là do thấy tướng mà lập ra danh vậy. Hỏi, danh và tướng chẳng có khác nhau, vì đều chẳng thật có, như vậy vì sao nói thấy tướng mới lập danh, nghe danh mới biết tướng? Đáp, phàm phu do chẳng rõ được lời Phật dạy nên thấy dáng vẻ bên ngoài mà đặt cho mỗi pháp một danh riêng. Như vậy tướng là gốc, danh là ngọn, tướng là do tâm chấp trước mà có, rồi do thấy tướng mà giả lập ra danh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp chỉ là danh tướng thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật làm sao có thể tự lợi và lợi tha? Phật dạy, nếu các pháp từ căn bản là quyết định có thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể tự lợi và lợi tha. Nhưng vì các pháp từ căn bản thật sự là chẳng có nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mới có đầy đủ các thiện pháp làm lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sao? Vì nếu các pháp quyết định có thì chẳng phải do nhân duyên hòa hợp sanh, là chẳng sanh chẳng diệt nên là chẳng có tội chẳng có phước. Lại nữa, nếu các pháp quyết định thật có thì Bồ Tát chẳng thể quán hết thảy pháp là không, là vô sở hữu, chẳng thể được vô thượng Bồ Đề, dẫn đến chẳng thể thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Thế nhưng vì Bồ Tát ở nơi đệ nhất chân thật nghĩa mà quán các pháp nên chẳng có lầm lạc, được vô thượng Bồ Đề, rồi vì chúng sanh thuyết không, thuyết vô tướng vậy. Hỏi, trong bốn thánh đế, chỉ khổ đế, tập đế và đạo đế là có tướng, còn diệt đế là chẳng có tướng. Như vậy là có ước niệm về vô tướng niết bàn. Vì sao nói hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, vô ước niệm? Đáp, đại thừa pháp và thành văn pháp sai khác nhau. Đại thừa nói hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, vô ước niệm. Lại nói có tướng, có ước niệm đều là hư dối, chẳng thật có, đều là phiền não hữu lậu vậy. Hỏi, thế nào gọi là vô lậu? Đáp, ví như nói trong bốn thánh đế, thì khổ đế, tập đế và đạo đế đều tùy diệt đế. Khi thấy khổ liền xả, thấy tập liền diệt và thấy đạo liền chứng thì được đầy đủ diệt đế, cho nên là chẳng trú trong đạo, tận diệt chỗ trú, tận diệt pháp vô tướng vô duyên. Như vậy làm sao có ước niệm? Vì nếu còn có ước niệm là còn có duyên tướng, còn có chấp pháp, mà vô lậu là đệ nhất thật nghĩa là vô tướng vô ước niệm vậy. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng vô lậu là đệ nhất nghĩa nên là vô tướng vô niệm, hết thảy pháp tánh đều là vô tướng vô niệm, mà phàm phu điên đảo chấp có tướng có ước niệm vậy. Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài hỏi Phật, nếu các pháp đều vô tướng vô niệm thì làm sao phân biệt có pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật?
Phật hỏi lại, vô tướng pháp cùng với ba thừa pháp có gì khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng khác vậy. Phật dạy, khi đã tận diệt phiền não rồi, thì vào được nơi vô lậu vô vi, vô tướng pháp. Bởi vậy nên nói ba thừa pháp dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô tướng pháp. Vì vô tướng nên mới có ba thừa pháp. Bồ Tát học các pháp vô tướng như vậy, nên các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Các thiện pháp nói đây là sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô giác định, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp vậy. Ở đây, Phật nói nhân duyên Bồ Tát trú trong ba giải thoát môn nên nhiếp hết thảy các pháp, Bồ Tát phải nên học như vậy. Hỏi, ba giải thoát môn là vô tướng vô phân biệt, còn năm ấm, 12 nhập, 18 giới, v.v. đều là những pháp có tướng, có phân biệt. Như vậy, vì sao nói học ba giải thoát môn, tức là học hết thảy các pháp ấy? Đáp, do học ba giải thoát môn mà Bồ Tát đoạn tận các lậu, vượt ra khỏi ba cõi, ở nơi hết thảy pháp được thật trí huệ, nên thông suốt hết thảy pháp. Trước ở nơi năm ấm hư vọng, còn khởi sanh các tà hạnh, nhưng này đã được ba giải thoát môn rồi, nên biết thật tướng hết thảy pháp, thông đạt hết thảy pháp. Bởi vậy nên nói học ba giải thoát môn là học năm ấm, 12 nhập, 18 giới, dẫn đến học hết thảy pháp vậy. Phật dạy, Bồ Tát hành ba giải thoát môn là hành vô tướng pháp, nên biết rõ sắc sanh, sắc diệt, sắc như, dẫn đến biết rõ thức sanh, thức diệt, thức như. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát biết sắc sanh, sắc diệt, sắc như, nhưng lại mỗi mỗi phân biệt các pháp, như vậy có phải là dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh chăng? Phật dạy, thật tướng của hết thảy pháp tức là pháp tánh, bởi vậy nên hết thảy pháp đều vào trong pháp tánh. Thật tướng của sắc cũng tức là pháp tánh, đã đồng là pháp tánh thì làm sao có thể dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh được? Chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh cả. Bồ Tát phải nên như vậy mà học pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, học pháp tánh là vô sở học, chẳng chỗ học chăng? Phật dạy, pháp tánh là vô tánh, nên học pháp tánh là học hết thảy các pháp. Vì pháp tánh tức là thật tướng của hết thảy pháp, nên học pháp tánh là khắc học hết thảy pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh, thì Bồ Tát cần gì phải học sáu pháp ba la mật, dẫn đến cần gì phải học các đà la ni? Nếu pháp tánh tức là thật tướng pháp, và nếu hết thảy pháp đều ở trong pháp tánh, thì Bồ Tát còn phải cầu gì nữa? Nếu pháp tánh là vô phân biệt, thì vì sao Bồ Tát lại phân biệt có sáu pháp ba la mật, dẫn đến có các đà la ni môn? Lại nữa, nếu Bồ Tát hành các pháp như vậy, thì có đoạn vào điên đảo chăng? Phật dựa theo chỗ hỏi của Ngài Tu Bồ Đề mà đáp lại rằng, nếu ngoài pháp tánh mà có pháp, thì chẳng nên cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu chấp ngoài pháp tánh mà có pháp, thì như vậy là điên đảo. Nếu thường điên đảo, thì chẳng có thể chuyển, chẳng có thể đoạn hết thảy vô minh. Phật và chư Đại Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp là rốt ráo không, là tướng thường tịch diệt, chẳng có hí luận, chẳng có danh tướng. Nhưng vì thương xót chúng sanh mê lầm, mà các ngài đã dùng các lực phương tiện nói các danh tướng, như nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến nói vô thượng Bồ Đề. Trong kinh có nêu thí dụ về nhà huyễn thuật hóa tác ra các huyễn cảnh huyễn vật. Nhà huyễn thuật dụ cho Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, các huyễn cảnh huyễn vật dụ cho các pháp hữu vi. Nhà huyễn thuật tùy hóa tác ra các huyễn pháp mà vẫn biết các pháp đó đều chẳng thật có, nên chẳng có chấp. Cũng như vậy, Bồ Tát tuy có hành các pháp mà vẫn biết các pháp đó là như huyễn, nên chẳng có chấp. Lại nữa, người trí dụ cho Phật và chư Đại Bồ Tát, người vô trí dụ cho hàm phàm phu. Các Bồ Tát sơ phát tâm rất vui mừng, thấy trừ Đại Bồ Tát tùy biết rõ ngoài pháp tánh chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, mà vẫn làm các việc lợi ích cho chính mình và cho chúng sanh. Như trong kệ nói về Bồ Tát tự hành bố thí, dạy người khác hành bố thí dẫn đến tự hành 18 bất cộng pháp, dạy người khác hành 18 bất cộng pháp. Nơi đây ý Phật muốn nói rằng, nếu pháp tánh trước không sao có, thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng có được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng có thể dùng được phương tiện bát nhã ba la mật để vì chúng sanh nói pháp được. Vì sao? Vì nếu pháp tánh trước không sao có, thì là do nhân duyên sanh. Nếu như vậy thì chẳng có gì khác biệt với phàm phu cả. Còn nếu pháp tánh trước có sau không, thì các pháp cùng các chúng sanh đều đạt vào đạo diệt cả. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật
Biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn thường không? Chẳng phải do lực trí huệ khiến pháp tánh trở thành không? Cũng như chẳng phải vì các pháp và chúng sanh vào vô dư niết bàn mà trở thành không? Tánh không đó vẫn thường như vậy, chẳng có tăng giảm, chẳng có được mất, chẳng có cấu tịnh. Vì chúng sanh chẳng quán được các pháp từ trước đến nay vẫn là rốt ráo không, nên mới đọa vào các chấp điên đảo. Bồ Tát biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn thường không, chẳng có sai khác, nên vì chúng sanh hành bát nhã ba la mật để làm lợi ích cho chúng sanh vậy. Hết quyển 89.